không ơi. Mày giỡn. Mày gặp thằng giớt thì con ơi. Mày gặp thằng giớt rồi. Ao dây nè anh em. Mày nè. Ao dây mày nè cu. Quýnh đó bạn. Giỡn hả mạng. Quá mạnh. À thêm thằng này nữa, nạn nhân này, nạn nhân này. Má quýnh ghẹp quá hy sinh. Top cap. Yuka thở không nổi rồi. Quá ghê. Ok anh em nè chơi vô nha. Anh em phải biết quýnh top hy sinh. Mình đánh là mình đánh theo dạng top hy sinh á, nên anh em đừng nhìn vào cái KDA. Sự hy sinh của mình lớn lao lắm. Con này anh em xem anh em mới thấy hiệu ứng thôi, còn người quýnh không thấy đâu. Người cái mà hiệu ứng hai bên biển á mọi người. Xin luôn bà luôn. À, Yuka này chỉ có bạn lĩnh dám quýnh với mình là khi nó có đồng đội thôi. Thấy chị kia này không mượn lắm nha. Mày lướt qua a à, quên cái tường mới này phải lo lướt không qua được anh em ơi. Mình quên. Hôm nay hướng dẫn anh em cân 2 nha. Má cầm cái vị trí top cao kén nó mệt quá. Anh Công ơi, lấy đường trụ mít đi, lấy trụ mít đi. Đi top đúng cách. Đi top đúng cách là như thế nào? Khi bạn nằm xuống mà tem vẫn đổi được các mục tiêu quan trọng như là trụ và các con gọi là những cây sơ vào đầu. Đó là một cái chết đúng cách. Bài học thứ nhất hôm nay. Fit không phải là ngu. Mà nó gọi là gì? Gọi là sự tính toán của mình. Chết mẹ ơi, tổ dạng gì vậy? Dò nó đi, má nó hết chiêu rồi, dò đi trời. Này mày giỡn mày. Từ làm cái solo kill như thế này. Mẹ mày nó mạnh quá anh em ơi. Đồng biểu nghĩa châu á, không phải lo. Thằng Yuka bước ra làm lại cái Innova đi, đừng có chạy nữa. Hơn đồ hơn cấp mà sợ trời. Ở lại mình quýnh ngay đàn ông nè. Bám anh hùng. Yuka quýnh nhát quá. Ừ má mày, đứng đó đi, mày đứng đó mày bắn đi. Em câu được cái bên này đó. Còn thằng nào? Làm gì vậy? Má quýnh kỳ vậy anh em? Làm cái này anh em quýnh kỳ vậy? Thôi em đừng đi ngủ Phương ơi. Em đi ngủ là sai lầm đó. Bài học giờ mới vô tí nè.
Joker ở đây à. They are just flowing eastward with the water, clear and bright, like the glow of the blazing sun. Thằng kia đâu? Thằng kia đâu? Bright and clear. Enemy ultimate. Lên vô. Kỳ diễn công, kỳ diễn công. Đập mặt ra tướng kìa. Ca nó rồi, muốn combo chết tôi. Anh công đội tướng nha mày, má muốn này kỳ quá. Con này không mượn bằng con lửa được. Thằng Ken này nãy mình dồn cái con AD nó hết chiêu 2 rồi. Dồn AD nó hết chiêu 2 mà thằng Ken nó đi bắt đi, nó vòng quá tìm đi đắt chứ không biết, uổng thiệt. Our base tower is under attack. Cái này cứ dụ ao dây mình thôi. Này nó cứ dụ ao dây mình thôi. Nó bắn ngất đó anh công ơi. Tóc bó đã đi được rồi, con kia làm gì? Cộng đi anh, cộng đi anh, cộng biển ngáp rồi. Đúng rồi anh ơi. Đợi biển, đợi biển, đợi biển, đợi biển trở lại trận đấu. Người kiếm Yuka, solo kill ai? Giỡn. Này giỡn. Đừng muốn hay á, đừng nói nhìn map tốt á. Thề luôn, cái skin này nặng lắm. Anh em vô quýnh em thấy à, skin này nặng lắm. Chạy đi anh công ơi. Công bắn mất máu luôn vậy. Thằng này dí ghê chạy. Cứng ngắc à, skin cứng quá à. Cứng mà nhìn kiểu hiệu ứng nó sao sao á. Hiệu ứng nó không có khớp nhau lắm. Xấu quá. Skin Sida quá anh em ơi. Có tiền đừng làm nha, quy thiệt luôn, đủ tiền á mọi người. Ui dồi má, quýnh nó gớm không? Rồi mình phải chụp điện Yuka cho bộ quýnh. Kì chết rồi. Ghi ảo rồi, lúc cần bắt thì không thấy đâu hết. Bắn đi anh công ơi. Mắt không phải lo quýnh đâu á, sao tôi chuẩn nó chọn đâu quá. Lui ra người sao mày. Nó chọn 2-3 bông thôi muốn ngất luôn. Skin khẩn. Khẩn cực kỳ luôn. The enemy dark slayer has been summoned. Travelers crossing for the journey home. Sao mà nó mạnh ghê ta?